Hiện nay công an đang bảo vệ đoàn biểu tình nha các bạn. Hiện nay công an Việt Nam đang bảo vệ đoàn biểu tình. Chưa có một cái hành động nào, chưa có một hành động nào. Nhưng mà tuyệt đối không để thành phần nào lồng ghép vào phá đoàn biểu tình, phá đoàn biểu tình bắt ngay. Yêu cầu mọi người và các bạn nhanh chóng giải tán và giải quyết trật tự chung. Yêu cầu mọi người hãy giải tán ra về, không giữ gì chúng ta cũng đông người, không để bị lôi kéo lợi dụng để làm xấu đến an ninh và trật tự an toàn xã hội cùng sinh hoạt kinh doanh của người khác dẫn đến vi phạm pháp luật. Yêu cầu mọi người và các bạn nhanh chóng giải tán ra về, không giữ gì chúng ta cũng đông người. Chú ý nghe các bạn, chú ý nha, nếu như thành phần nào trà trộn đánh phá là bắt ngay, giao cho công an. Chúng ta là bất bạo động, nếu thành phần nào mà bạo động là không phải đoàn của chúng ta. Bởi vì chúng ta biểu tình ôn hòa, chỉ có đòi lại quyền lợi của chúng ta mà thôi. Đi sát được đâu đây? Chú ý nghe các bạn, chú ý những thành phần bò đỏ nghe các bạn, nó trà trộn vào rồi nó phá đoàn biểu tình nghe các bạn, bắt tôi ngay. Chú ý nghe, chú ý nha, thành phần nào mà vào trà trộn vào mà phá đoàn biểu tình bắt tôi ngay nha. Chỉ một năm để chúng di dân là phản quốc, là hại dân. China get out. China get out. Get out. China get out. China get out. China get out. China get out. Bọn bu sa là get out. Get out. Get out. Get out. China get out. China get out. Do bà chúng ta dù chỉ một năm để chúng di dân là phản quốc là hại dân. Trung Quốc là kẻ thù không đội trời chung của Việt Nam. Chúng Quốc là kẻ thù không đội trời chung. Hỏi công dân Việt Nam đừng vô cản, đừng thờ ơ nữa. Sẵn sàng. Coi như là đoàn kết, tinh thần đoàn kết dân tộc của chúng ta là phải chiến thắng, phản đối nhà cầm quyền, cộng sản thành lập đặc khu cho ba đặc khu kinh tế cho tổng cộng thái đất. Phản đối chúng ta thái đất, phản đối không cho chúng ta thái đất, phản đối đặc khu, phản đối chúng ta. Tất cả người dân của chúng ta hãy đi sát sát vào với nhau để chúng ta có thể bảo vệ nhau nha, trong cái tình huống xấu nhất. Rồi bây giờ chúng ta phải chuyển đi chứ nếu đây là nó hốt chúng ta liền. Hốt thì không sợ đâu nhưng mà chưa chuyển được mẹ rồi. Phản đối Trung Quốc. Không đi đâu đó. Người này thấy cậu không tin tưởng. Ở đâu? Người này không tin tưởng đúng không? Ai không tin tưởng? Anh nha thôi. Không phải, nhưng mà phải chú ý những thành phần nó lợi dụng bao. Anh em mình đừng có quen biết nhau đấy. Đừng gặp. Ok, mình chú ý. Không có, mình sợ như vậy phải không? Biết ra là quá kích là mình biết liền. Đây. Đứng lại ơi! Đứng lại! Ê! Sao? Sao mình
mình không sử dụng tiếp này đi. Đấy, được, cầm đi, ai cầm chứ, bật lo đi. Ai biết cái sử dụng cái này đâu. Anh đưa người nào mà biết cách sử dụng người ta. Ai biết cách sử dụng đi. Cái này đi. Ê, em bật giùm này coi, bật giùm cái này coi. Bật giùm coi. Cái sư quán này là đây không đi được, mình biết sao đâu. Mình bị không vô đây được là mình bị. Alo. Bật này. Alo. Vô được. Alo. Vậy tin nó đang quét ở đây. Cầm đấy. Vậy tin nó đang quét ở đây. Mình định cầm cho mày nó biết. Alo. Tất cả chúng ta hãy chú ý những thành phần Bò Đỏ nó trà trộn vào để nó đánh phá chúng ta nha. Nếu như có trường hợp mà nào mà đánh phá đoàn biểu tình, chúng ta bắt ngay và giao cho công an. Sao bắt ai lên xe đâu? Phía đuôi nha. Có chừng á. Rồi.